Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé, chào tất cả các bạn. Sáng nay thì mình nhận được một cái cuộc điện thoại của một anh này là khách hàng. Anh có gọi điện cho mình rằng là anh hỏi mua một cái cây kéo cắt cành. Đấy, nhưng mà anh phải hỏi mua cái loại mà thép đen, thép trắng. Thép trắng là TS-03, tức là sau đấy là thế là mình hỏi là thì bây giờ anh dùng kéo này để làm gì, chơi cây hay anh cắt cái gì. Thì anh bảo là anh cắt cà phê. Thế thì nếu mà bạn nào mà đang có cà phê để cắt, tức là nếu bạn xem được video này thì tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau. Cái kéo cắt cành thép trắng ấy thì nói chung là dùng xài rất là tốt, nhưng mà theo lời khuyên của tôi rồi, các bạn hãy nên là sử dụng thép đen cũng được, thép đen nó cũng rất là hiệu quả. Hay nữa là các bạn cắt cành cà phê thì bởi vì các bạn cắt số lượng nhiều ấy, đôi khi các bạn không được tất ý là những người chơi cây cảnh nữa khác họ chăm sóc cái kéo của mình nó hiệu quả hơn. Để anh em hãy chú ý nhé, nếu mà chơi cắt cành cà phê thì hãy nên dùng thép đen, cái hàng nó khoảng hơn 1 triệu là có thể dùng rất là ngon rồi, không nhất thiết phải dùng cái hơn 3 triệu làm gì cả. Cái thép trắng thì nó khoảng hơn 3 triệu đấy. Đấy, anh em hãy chú ý. Đấy, thì mình cũng nhận được rất là nhiều các bạn ở các cái tỉnh Tây Nguyên, ví dụ như Kon Tum này, ví dụ như Lâm Đồng này, rồi là Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, Đắk Nông, nhiều lắm. Đấy, thì anh em nào quan tâm đến kéo cắt cành thì tôi sẽ tư vấn cho. Và nếu mà là có một cái sự thì anh này rất là nhiệt tình. Thế thì có cái là anh lại không dùng Zalo. Đấy các bạn ạ. Nên là nếu các bạn là mua hàng trên kênh của mình ấy, thì nếu mà dùng Zalo là tốt nhất, bởi vì khi mà các bạn gọi điện cho mình ấy, thì chúng ta kết bạn Zalo với nhau luôn. Đấy, sau đây là mình gửi thêm các hình ảnh, hình mẫu, rồi các video để mọi người có thể xem được. Đấy, để nó tiện. Đấy, cái anh khách này anh lại không có Zalo, cho nên là mình cũng không biết làm thế nào để gửi thêm cho anh. Anh bảo anh chủ động lên kênh của mình xem. Thì nhưng mà nếu mà bạn xem được video này thì bạn hãy nhớ này, để xem được ấy, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh ấy, bấm nút chuông báo. Đấy, bởi vì là khi các bạn bấm kênh của mình ấy, thì khi bạn tìm nó các video mới hoặc là các cái playlist ấy, ở trong kênh ấy, nó rất là dễ, bạn tìm các sản phẩm nào cũng dễ lắm. Cho nên là mọi người chú ý, vài cái chia sẻ như vậy thôi để chúc các bạn thành công. Và đấy, trên cái kênh này thì mình update thường xuyên, các bạn hãy quan tâm thì hãy gọi điện nhé, hoặc gọi điện trực tiếp mình là 0912 14 2200. Xin chào cả nhà.